Không. Nước mà nóng. Do bây giờ bên nữ hết nha, bên nha. Bây giờ bên nữ hết bên là bên nam giới thứ 12 đây không? Trời, số 11 thì mới kinh. Ok chơi. Lúc này em ăn gì ta? Dâu. Không. Lúc này ăn ở Hà Nội đặt tên là món ăn ở nắp nước. Cái này giống một quả vả dữ vậy. Vô lúc đó Huy Hương 2 tuổi. Cũng xấu đủ là nhìn thôi, bên nhìn thấy đầu tóc vô đó kỳ xấu luôn. Không ạ. Nó mất cười quá à. Mới tắm xong đó. Ai nhìn nhanh nghĩ vậy con? Dạ là ăn ở Hà Nội cầm nhìn lát mưa. Ăn dở đi con. Ui chuẩn bị luôn 11 rồi. Mừng với em, tôi có gì là